Xin chào tất cả các bạn đến với kênh kiến thức giải của mình. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thêm hoặc là xóa tên biệt danh, tên biệt hiệu của các bạn trên Facebook. Thì đây là một cái thủ thuật khá là dễ. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thực hiện trên máy tính và cả trên điện thoại luôn. Ok, thì nếu như các bạn thấy video mình hay và hữu ích thì hãy đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh kiến thức giải của mình để xem nhiều video mới nhé. Đấy, thì kênh của mình nó sẽ làm về rất là nhiều về cái chủ đề, có cả hướng dẫn Facebook và những cái thủ thuật về điện thoại. Ok, và cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thực hiện trên máy tính trước. Để thay đổi tên biệt danh, biệt hiệu của các bạn trên máy tính thì các bạn vào trang cá nhân của các bạn nè. Thì tại đây các bạn chỉ cần click vào mục giới thiệu. Các bạn kéo xuống cho mình. Sau đó các bạn chỉ cần click vào mục là chi tiết về bạn nè. Đó, thì đây nè, cái tên, các tên khác nè, thì ở cái chỗ này thì các bạn có thể thêm một cái tên biệt danh, biệt hiệu của các bạn, hoặc là xóa những cái tên biệt danh, biệt hiệu này đi. Nếu như các bạn đã tạo rồi thì các bạn có thể xóa đi. Thì để xóa thì các bạn có thể chọn một cái tên nè, sau đó các bạn click vào mục tùy chọn, click xóa. Thì nó sẽ xóa cái tên đó cho các bạn, hoặc là các bạn có thể thêm biệt danh hoặc là tên khác. Bây giờ mình sẽ viết lại nha. Bạn có thể hiển thị ở lên trang cá nhân của các bạn nè. Hiển thị lên trang cá nhân, lưu thay đổi. Bây giờ mình sẽ vào trang cá nhân của mình. Đó thì nó sẽ hiện cái tên biệt danh, biệt hiệu ở phía trên trang cá nhân của các bạn nè. Cái chữ market nè các bạn. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn thực hiện trên máy tính. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thực hiện trên điện thoại nha. Thì để thực hiện trên điện thoại thì các bạn cũng vào trang cá nhân của các bạn luôn. Thì cũng có rất là nhiều cách để thay đổi tên hoặc là thêm tên biệt danh, biệt hiệu. Thì để thêm tên các bạn chỉ cần click vào mục chỉnh sửa chi tiết công khai nè. Chỉnh sửa trang cá nhân. Sau đó các bạn kéo xuống mục cuối cùng cho mình. Tại đây các bạn chỉ cần click vào mục là chỉnh sửa thông tin giới thiệu nè. Sau đó các bạn kéo xuống và ở cái mục các tên khác nè. Thì ở đây nó cũng cho phép các bạn thực hiện là thay đổi tên hoặc là xóa hoặc là thêm tên biệt danh, biệt hiệu của các bạn. Thì để xóa thì các bạn chỉ cần click vào cái hình cái viết nè. Đó, sau đó các bạn click vào mục xóa tên. Và để thêm thì các bạn chỉ cần click vào mục thêm nè. Sau đó các bạn chỉ cần chọn cho mình một cái tên, viết cho mình một cái tên mà các bạn mong muốn, là Cường Cola. Sau đó các bạn cũng có thể click vào cái mục là hiển thị đầu trang cá nhân nè, để cái hiển thị cái tên này lên trên trang cá nhân của các bạn. Sau đó các bạn chỉ cần ấn lưu. Ok, như vậy là xong. Đó, bây giờ mình thử vào trang cá nhân nè. Đó, thì kèm theo cái tên Ngô Đức Cường có thêm một cái tên biệt danh khác là Cường Cola nè. Đó, rất là dễ phải không nào? Đó. Mình chắc chắn thì các bạn xem xong video này của mình thì các bạn sẽ làm được. Đó. Ok, thì nếu như các bạn thấy video mình hay và hữu ích thì hãy đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh kiến thức giải của mình để xem nhiều video mới nhé. Ok, và cảm ơn các bạn đã xem video của mình và xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần tới. Bye bye.